Mình đang đứng cạnh một chiếc Mitsubishi Xpander phiên bản Nhật. Thì ở Nhật thì họ sẽ có xe nhìn dấu Xpander thôi, nhưng mà tên của nó là Delica. Và các bạn sẽ thấy đây là một cái chiếc xe được dán rất là nhiều tem, ví dụ như là Rally Art này, rồi Cusco này, rồi Work này. Vì sao lại như vậy? Bởi vì đây là một chiếc xe đua, họ mang Xpander Nhật Bản đi đua. Và chiếc xe này nó tham dự một cái giải, một cái giải đua mà đường hai chiều cũng đã tham gia vào năm ngoái, đó là AXR Asia Cross Country Rally vào năm 2023. Thì những cái đội đua của Nhật Bản, đặc biệt là đội Rally Art, họ đã mang cái chiếc xe này sang Thái Lan để chạy. Thì ở đây chúng ta đã có một cái phần thiết kế mâm thác. Mâm đây là mâm của Work. Các bạn nhìn thấy logo dán á. Và lốp thì là lốp của Yokohama. Và cái lốp này nó là cái lốp ấy. Lốp này là lốp MT. Lốp MT là nếu như mà để đi hàng ngày thì nó không hay lắm đâu, nhưng mà để đi đua, đặc biệt là những cái đường đua địa hình cross country ấy, thì họ sẽ phải dùng cái lốp như thế này. Đấy, multi terrain. Và các bạn thấy đây là một cái chiếc xe MPV. Đây là một chiếc MPV cửa lùa. Ở đây, cửa lùa của nó đây. Đó, nhưng mà họ mang cái chiếc xe này đi để chạy một cái giải đua địa hình. Bởi vì sao? Bởi vì nó là xe Mitsubishi. Và cái gì của Mitsubishi họ cũng mang đi đua địa hình hết á. Đi đến phần đuôi xe này các bạn. Đây, phần đuôi xe đây. Các bạn có thấy là một chiếc MPV rất rộng. Và đây, ghế hàng 3 đây. Không gian hàng 3 đố chê được luôn. Đố chê được luôn. Ngồi quá VIP luôn. Một cái chiếc xe 8 chỗ. Và các bạn sẽ thấy là ở hàng 2 nó có 2 ghế này. Hàng 3 nó sẽ có 2 ghế. À không, xe 6 chỗ, mình đếm nhầm. Xe 6 chỗ. Và cái không gian của cả 3 hàng ghế nó đều rộng rãi như nhau. Và đây là một cái chiếc xe rất là to, rất là dài, nên là không gian của nó không hề thừa thớt một chút nào cả. Đây là phần đuôi xe Rally Art. Một chiếc xe rất là to như thế. Thì đi đua, thì đua kiểu gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lên nội thất để xem là xe đi đua thì người ta đua kiểu gì. Rồi, và có lẽ đây là một cái phiên bản họ chỉ gọi là làm lại hoặc là làm cho vui thôi, để tham gia cái giải Rally Art. Hoặc là đây có thể là xe hậu cần chẳng hạn, thì họ làm một cái phiên bản Rally Art là vì thế thôi, chứ không hẳn là xe đua, mình nghĩ là như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần vô lăng nhìn rất là quen thuộc, vì nó giống như ở trên những cái chiếc Pajero Sport hay là những cái chiếc Mitsubishi Triton. Và ở đây có Triton mới, các bạn sẽ chờ video sau, chắc chắn là mình sẽ sang mình khám phá cái chiếc Triton mới ở bên này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần nội thất có thể nói là siêu rộng rãi. Ghế thì chỉnh điện, thì tất nhiên là ghế chỉnh điện rồi. Và nhìn vào phía đằng sau vô lăng, chúng ta sẽ thấy một cái giao diện nó cực kỳ là quen thuộc. Nó giống như những cái chiếc Outlander tại Việt Nam, nó giống như những cái chiếc Pajero tại Việt Nam. Hai cái phần đồng hồ analog ở hai bên và một cái phần màn hình điện tử ở chính giữa. Nó giống Pajero cũ, Pajero mới thì màn hình điện tử rồi. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có những cái chi tiết, ví dụ như kiểu lấy chuyển số sau vô lăng, chiều của chiếc MPV. Phần cần số này thì vẫn rất là quen thuộc. Và chúng ta có khóa cầu. Thực ra Delica nó là một cái chiếc xe sử dụng cầu trước. Và đây nó chỉ đơn giản là một cái hệ thống dẫn động 4 bánh AVKD thôi. Nhưng mà giống như kiểu Outlander ở Việt Nam ấy, họ thích đặt tên là 4VKD, nghe nó kiểu off-road hơn. Ở đây chúng ta có chế độ 2VKD, để 4VKD là những kiểu đi dẫn động 4 bánh toàn thời gian ấy. Và lock là như kiểu nó khóa cái tỷ số truyền giữa hai cầu lại, tức là cái lực nó truyền giữa hai cầu nó sẽ cân bằng là 50-50. Đây chúng ta có phanh tay điện tử và auto hold. Ở trên những cái dòng MPV, đặc biệt là những cái dòng MPV cỡ lớn ấy, thì cái cảm giác không gian ngồi rất là thích. Và hai nữa là những cái phần cần số, những cái phần điều khiển thì nó rất là vừa tay đối với cả người lái. Ví dụ như kiểu là một người đàn ông mua xe để phục vụ gia đình chẳng hạn, thì những cái này rất là thích. Xe đi rally nên không có màn hình nha các bạn. Nó cắm mất màn hình rồi. Và cái cụm điều khiển điều hòa này nó cũng rất giống như cái chiếc Outlander mà cái phiên bản xưa ấy, phiên bản mà chưa update ấy, ở Việt Nam ấy. Thì Việt Nam thì không có update, không nó thành núm xoay không. Nhưng đây là bấm nút thì nó giống như cái phiên bản Outlander đó. Đây thì chúng ta có 4 cửa kính tự động này, cửa điện đằng sau có thể hoàn toàn điều khiển được ở đây. Rồi chúng ta đi ra hàng ghế 2 xem là cái không gian của người ngồi sau trên một chiếc Delica thì nó như thế nào. Rồi, cửa trượt leo lên. Chờ cả nhà đi đua off-road này là sướng. Thì cái ghế ở đằng sau của chúng ta sẽ có hai tựa để tay độc lập cho hai bên này. Đó, ngồi thoải mái. Và ghế chúng ta đằng sau thì sẽ chỉnh cơ thôi. Và chúng ta có thể chỉnh được cái vị trí tay như thế này, ngồi cho nó thoải mái. Không gian thì rất là tốt, thực sự không gian thì chúng ta sẽ không phải phàn nàn đâu. Bởi vì một cái chiếc xe nó to như thế này, lòng nó rộng và nó rất là dài, nên là ngồi đằng sau thì sẽ không hề bị khó chịu đâu.
Phía đằng sau thì chúng ta sẽ không có điều khiển điều hòa, mà chúng ta sẽ chỉ có điều khiển điều hòa ở đây. Điều khiển điều hòa ở đây và hai cửa gió điều hòa nó ở hai bên như này. Và điều hòa như thế này tôi khẳng định với các bạn là thưa anh partner, nếu anh partner nó làm một cái gian ở đây thì chắc chắn là nó sẽ mát hơn. Và hàng ghế 3 thì không cần phải xuống đâu, các bạn nhìn vào tôi các bạn sẽ thấy là nó rất là rộng. Nếu như mà ngồi hàng 2 mà thoải mái thôi, không gian đằng sau rộng kinh khủng, rộng dã man. Và nếu như mà các bạn gập cái hàng ghế này xuống thì không gian để đồ thì nó khủng khiếp luôn. Một chiếc xe siêu thực dụng. Và Mitsubishi quyết định là họ đưa cái chiếc xe để đi đua. Nói chung là đây là một cái phân khúc MPV mà ở Việt Nam sẽ khó xuất hiện được. Bởi vì xe thứ nhất là nó to quá, hai là nó hơi cồng kềnh, nên là người Việt thì chưa chắc là đã có nhu cầu thực sự gia đình để phục vụ cho những cái trải nghiệm như thế này. Việt Nam mình có lẽ là sẽ chuộng những cái dòng như kiểu là nhỏ thì là Veloz, Xpander, to hơn sẽ là kiểu Innova, rồi to nữa là Carnival, kiểu đấy. Chứ còn một cái chiếc xe như thế này thì mình nghĩ là khả năng về Việt Nam là hơi khó đấy. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những chiếc xe của Mitsubishi. Và chắc chắn sau cái video này sẽ là một cái video về chiếc Mitsubishi Triton thế hệ mới. Để các bạn cùng chờ đón xem những cái video về Mitsubishi cũng như là những cái video về những cái hãng xe khác rất là hay của đường hai chiều tại thị trường Nhật Bản, tại Mobility Show nhá. Chào.